bà chẳng ở lời này cứ rương môi tiết hỏi cứ lục sốt si sọc hiền bà quạt chia và thêm một tí cả sẽ cắm khai đọc đòi mình chơi bà bơ rốt bà rì con ra quạt nơi tài cọc lươn đặc bò bà bó lùi bì bà chia bà rốt đã đặc sạch sạch chơi chơi bà chẳng ở phố ai bộ quạt mình sẽ bài chất tê chẳng cả lò màu ni tù tù thiên âm trọc bàn xa đi hỏi thà lục sốt si sọc hiền ni trời bàn nẹ rốt si sạch chú sạch cô sạch xem xây được ở đây cặp sạch trên vị trí sạch đặc hiệt nông cứ thắc quát ban ao con trai được bà quát cứ đặt bỏ chạm dọc lùi vì à chỉ có thằng ở nằng bà mình ao quát cứ quát ở thật ra ao tê bà chẳng hỏi quát thả ở lời ní rồi hốt mà đó bẹ cả nạc hai tổ la năng hói nè chiếc bẹ cả nạc hai tổ la năng hói nơi tài lục sốt xin dọc khiến bệnh chia ai con trai đặt bỏ chạm bảo mô prạc vì à chỉ có đại phơi à chỉ cam phần này sắt đỏ đen bà chân tu bay phụ quạt ban sơn nô po tự đo ai đâm vây giặc con nông niêm chưa rọt mặt đây có xuống cả sự cam giang na cái đây hạ bệ đồ chi ọt miền với thiên đà ca ai và tại cho nơi ta bản đảo ai lục sâu si chọc hiên và thêm một tí cả sự cam khai đo mình chơi đặt con trai đa và mô lưới group cái lại được bà phơi ai nẹ rọt si bị bạc chồng đánh nè bàn tay bà sơn chỉ phụ quạt mình bong ai mình trai tiếng ổn nụ tế phụ quạt mình ai đặt cho lòng cắt bàn này bà đi hơi cứ chỉ cả prui bà rong hay quạt bàn sản đồng bộ tất đo lục ạp bạc hẹp đo mình chơi ta xông lục mơ phó bà prua tha lục sâu si sọc hiếng đi cầm bông tay cọc lương lắng này bà tu bay bà chưa bà rốt ông vò tha cầm ai dọc trả tế có quạt nơi tài dọc đây bà đặt tư đá là ai khăn ông bà mang mà cả lô tài dọc bà bánh này bà mang cả lô tài dọc bà bánh này cứ quạt đặt thay ca ai con trai quạt đá bà mô tạm đo xô tha bà chưa bà rốt rửa chi bà có nó lục đạch tam cả lô đấy có cầm nót nó mấy hôm thứ hai chia bộ rót đập là tinh pi cái lại nhà chi bộ cam từ luôn à nó nhớ trong từ luôn chia tham mấy nhà nó kia miếng bong của tăng bong ấy không xa nó ấy kì ta bà hay trong ở luôn mà từ bộ mô lư tam lư tam trọ nó như nhà trần này bà cái bộ mô trên bị sạt được khiết vô từ luôn hay lại sạt được khiết nó cứ miếng cho bà bằng nhà tận tới bằng cái ở cặp hay ở luôn của bạn từ bên đất đây hay đó bị chia bộ rót đập vô từ luôn nơi tam xa tam ấy xem xét ở luôn thay dạng mày bạn chẳng đồng bằng xa môi dùm nôn khai môi dùm nôn có là miền sạch thực hiện tên chẳng nông mặc hết miền lấy sạch thực hiện chẳng chẳng bốn tập phạm cái lại và chẳng mến trẻ đào cặp của lại mến cụt cùng của lại nha bà đây tha nông sọc môi phạm an khai nông sọc môi miền sạch thực hiện môi mình ai miền đi chẳng chôn cá bay bốn bay bốn sọc tớ miền sạch thực hiện môi bố ấy bà chia bố rắt về miền cầm rắt bó khí vì bọn lắc có đó thì giống mượn hộp sạch đi bà quạt cho tờ sài lúc bán cái đàm bán cho mà thầm lo chứ môi nâng tờ côn bật lật đấy nhá chẳng sao thật khiến nó cứ mình ai cắp bò bò được được không đi thì đi bằng bình nhé đi thì đi bằng bình bộ bình thì nói mà nụ bởi nên chỉ có khả lại cái hạt tìm cam này bay đồn Campuchia chẳng vì mình ai thôi đôi nơi đi thì đi bằng bình bán tì chẳng cú ở lúc cái bị cha nà thà ca để ở lúc lùng khan lùng rục cun nè lúc đâu ở chim co tôi tai à bị hàng chị anh chưa chưa nói gì ở Việt Nam và sọc tam khai mà nơi cái gì cũng nhỉ và pro ấy ở bên này quạt lúa và này thà tình buồn vẻ lối từ lúa nơi sọc nông môi tai pro ấy sọc mà sọc nước miên vì bị sọc nước miên sao thực hiện môi chứ còn đằng chun vì lại mối từ lúa lại môi tiền bà hay còn ta lụa chả lát đây tạm tàu tạm mấy đứng đây bà lụa chả lát trong tờ hay cứ tới non từ cả còn sầm lùi à nếu biết mình không nhẹ sầm tiền một tray nhẹ miến một tay mình tray sầm tiền và ai phải khai ở lúc mà mán từ từ sầm tiền vì địa chi của co bằng hai tiền đại lụa tạm chẳng chẳng bà gọi là thảo ở lúc này nó có đi lò chứ này nó thạp bong à một nó bong vô từ lụa ấy bong đạc ta mà tô ta mà ấy bong cũng đại miền thông la xe ở chạy chạy xuống bùa là mây để xa con phía sạch à rưu ở giang nà này môi là mỏ bong lụa đó là nghĩ nước vía ai miền bành hà bà qua là theo thà miền sạch miền xa thịt vì hai cái cho lòng ta mà cả thịt em xem xếp thôi cơ thủ lý việc bà rồi lại những tới thừa miền ca cho mê đô chân dương này nó còn chết vì lo chiêng đó lúc mình ban tầng này nó còn tết bài tờ chia chùm rất tiếp bạc phí chi một co tẻo nô và để đập chun từ lụa đôi đọc ở lâu phải đọc ở lâu ấy từ lụa tam xa nia nia từ vinh đại kia
ត្រូវបងតូបផ្សារផងត្រូវបងពីស៊ីផ្សារផងបងអនាម័យទៀតហើយបើអស់លោកទៅយកថែមទៀតមួយគីឡូកំណត់ប្រមាណហ្នឹងទៅទៅជារឿងអាជីវកម្មខុសច្បាប់របស់អស់លោកដែលធ្វើអាជីវកម្មទៅលើខ្នងរាជបាទបាទហើយមួយវិញទៀតមិនត្រឹមតែប្រជាពលរដ្ឋដែលរកស៊ីលក់សัตว์សាច់អីតាមតាមភូមិតាមឃុំនោះទេគឺមានប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគាត់នាំសាច់ជ្រូកសាច់គោសាច់កបីអីមកពីប្រទេសថៃបាទអញ្ចឹងហើយដល់ពេលឆ្លងកាត់ហ្នឹងគឺឆ្លងកាត់ប៉ោះពួកគាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងពួកគាត់កាត់មកសុបាយបាទអញ្ចឹងបើសិនជាគឺបើសិនជាមិនអោយលុយមន្ត្រីនៅប៉ោះកន្លែងហ្នឹងគឺថាគាត់អត់អោយឆ្លងកាត់ទេគាត់ថាសัตว์ហ្នឹងសាច់នឹងអត់ល្អបាទបាទគាត់យល់ឡើងចឹងមកគាត់ថាសាច់នឹងអត់ល្អយល់បាទសាច់នឹងអត់ល្អលោកមិនឲ្យចូលលោកវាល្អហើយក៏ប៉ុន្តែលោកឲ្យចូលដល់យកលុយគេបាទប៉ុន្តែខុសគ្នាទេអាជីវករធ្ងោបាទហើយលោកត្រូវតែយកលុយវាខុសទាំងពីរបាទទី1ការនាំចូលលោកត្រូវពិនិត្យមើលថាការនាំចូលរបៀបម៉េចបាទមានស្តង់ដារអត់មានគេហៅថាកម្រិតគេថាសុខភាពហើយពិនិត្យសាច់នឹងត្រឹមត្រូវអត់ថាសាច់នឹងមិនអត់មានមេរោគមែនបាទផលិតពីអីហើយព្រោះអីយើងនិយាយចាំទៅជីវសាររាល់ថ្ងៃសាច់ក៏គេធ្វើបានដែរបើនិយាយមិនបាច់កាប់សាច់សត្វសុទ្ធទេបាទសាច់កាយបាទសាច់កាយថ្ងៃបាននេះសាច់ឈាមដែលលក់ទាំងដុំទាំងដុំអីហ្នឹងគេធ្វើបានទាំងអស់និយាយចាំសិប្បកម្មមិនមែនខ្ញុំនឹងមិនដឹងទេសិប្បនិម្មិតបាទខ្ញុំធ្លាប់និយាយថាហេតុអីបានឲ្យនាំចូលហើយបានមកបិទត្រានៅកន្លែងដេប៉ូលក់ទៅវិញតែខ្ញុំធ្លាប់និយាយហើយក្រងឲ្យទូទូធំធំក៏ដែរហ៊ាននិយាយដូចពួកខ្ញុំទេតែពួកខ្ញុំហ៊ាននិយាយនិយាយមុនហ្មងបាទបាទនិយាយឲ្យដឹងពួកអ្នកដែលហែឆ្លងកាត់អ្នកសើបអង្កេតបាទបានច្បាស់ប៉ុន្តែអ្នកសើបយកលុយគឺលាក់បាត់ហើយរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែធម្មតាគាត់អាចបានគិតអរគិតដល់រឿងហ្នឹងឯងបាទព្រោះអ្នកចង់បានលុយពីគេឲ្យតែបានលុយ4ដង20រៀលទៅឲ្យប៉ុន្តែយើងអាចបានចង់បានទេទៀតនឹងអត់ដល់ចង់បានទេបាទបើចង់បានគឺអ្នកឯងផ្សព្វផ្សាយជាមួយពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្ញុំទៅខ្ញុំផ្សព្វផ្សាយឲ្យតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែពិនិត្យមើលគុណភាពល្អមិនល្អបើមិនល្អខ្ញុំអត់ផ្សព្វផ្សាយឲ្យទេព្រោះអីពាក់ព័ន្ធដល់សុខភាពបាទបាទព្រោះសុខភាពជាចម្បងបាទអញ្ចឹងចំពោះលោកសោតស៊ីសុខគាត់ដែលជាប្រធានាធិបតីកសិកម្មខេត្តឧត្តរមានជ័យបាទព្រោះថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចង់បានផ្ដាំបញ្ជាក់ថាពួកគាត់បានបងលុយទៅកន្លែងទីសេដ្ឋកិច្ចអស់ហើយហើយអញ្ចឹងរឿងអីក្រុមការងាររបស់លោកមកចេះតែតាមចាប់ចម្រិតពួកគាត់បន្ថែមអញ្ចឹងអញ្ចឹងសន្តិពោសូមឲ្យលោកមេត្តាមើលពីជីវភាពក្រីក្ររបស់ពួកគាត់ផងហើយជាពិសេសគាត់បាននិយាយថាបើសិនជាសាច់របស់គាត់គុណភាពអន់ឬក៏វាសាច់ខ្លាំងខ្លាយឬក៏សាច់ខូចគុណភាពលោកចាប់ចុះចាប់យកបាទប៉ុន្តែសាច់របស់គាត់ល្អប៉ុន្តែលោកចេះយកលេសតែសាច់អត់ល្អប៉ុន្តែឲ្យលុយទៅល្អឲ្យលុយល្អគ្រប់បាទហ្នឹងហើយចឹងវាលើវាចំណុចវាលើត្រង់ហ្នឹងអញ្ចឹងអស់លោកកុំយកទួលនីតិភារកិច្ចទៅជន់ករបស់ពួកគាត់ណាអត់ល្អទេបើសាច់គាត់ល្អហើយគាត់បានបងជួយបស៊ីជួយអីឬកន្លែងទីសតិគារទេតាឲ្យគាត់ទៅទៅហើយលោកតកោសរួចហើយទៀតលោកសពថ្ងៃមន្ត្រីរបស់លោកក៏ចឹងដែរយកលេសតែម្យ៉ាងឯងបើសិនជាអត់ឲ្យលុយថាសាច់ហ្នឹងអត់ល្អជោគហ្នឹងមានចំកាមបើនិយាយថាអត់ឲ្យលុយគឺវត្ថុមិនកើតបាទវត្ថុទាំងនោះគឺមិនកើតបាទហើយបើឲ្យលុយគឺអានឹងល្អទាំងអស់ណា good good អញ្ចឹងសូមឲ្យលោកសោតស៊ីសុខៀងហើយនឹងមន្ត្រីក្រៅអាវ៉ាតប្រមាណអ្នកហ្នឹងដែលដាក់ប៉ុសចាំប្រមូលលុយពីអាជីវករទាំងអស់ហ្នឹងមេត្តាដក clear ខ្លះផងអាណិតគាត់បាទព្រោះថាកុំឲ្យរិះទឹកភ្នែកអីហីព្រោះសម្ដេចបានមានប្រសាសន៍ហើយណាអាណិតទី6កុំឲ្យរិះទឹកភ្នែកនឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាអស់លោកឆ្លាញ់សម្ដេចអស់លោកបថយពីសកម្មភាពចម្រិតលុយរបស់គាត់ទៅនឹងហើយ